xong. Không, em đi cuối cùng đi. Em đi cuối cùng ở đây. Em đi cuối cùng để khi. Khi mà cầm lên để cái kéo qua bên cho mấy anh thấy. Dạ dạ giấu. Kiếm được cái kéo rồi. Xong hãy giấu. Đó. Xong em rồi. Rồi, bị trật ở chỗ này rồi. Đây, lộn ra. Đó, sao đứng ở đó luôn. Đó. Đâu, okay nha. Kéo em là đưa cho đại biểu bên này. Kéo em đưa qua này, kéo em đưa qua này. Thì là lộn là hồi bên kia không có kéo nha. Đó. Đó. Rồi, cầm cái này cho nó bằng nó đưa người cam đi. Anh vô lại cho nó đều nó hồi đãi lên như vậy nè. Em xếp này đó. Em xếp lại đây. Lên cái này sẽ canh cái vị trí đầu tiên của em đứng để cho mấy 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 bạn là dài kia nha. Em đứng chỗ này nha. Sao được. Canh cái bếp đi. Quan trọng là em cũng là trung tâm. Lý do giới thiệu đại biểu. Thứ hai là các cơ quan đơn vị địa phương tặng lá hoa chúc mừng. Thứ ba là báo cáo kết quả xây dựng công trình thể dục thể thao giáo xứ Su Rau. Vâng, cục chính trị của khu. Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Xuân Lâm, ủy viên thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Văn Hải, phó trưởng ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh. Đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Bản, phó bí thư thường trực huyện ủy Châu Đốc. Đồng chí Nguyễn Quốc Toản, bí thư đảng ủy xã Su Rau. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Su Rau. Đại diện giáo xứ Su Rau trân trọng giới thiệu linh mục Nguyễn Minh Hùng, chánh xứ giáo xứ Su Rau. Được sự phân công của Thủ trưởng Bộ Chủ tịch, tôi xin báo cáo kết quả xây dựng công trình thể dục thể thao xã Suối Giao, huyện Châu Đốc, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, chủ trì phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Nội vụ huyện Châu Đốc, Ủy ban nhân dân xã Suối Giao và giáo xứ Suối Giao tiến hành khảo sát các hạng mục công trình, thời gian, địa điểm công trình. Xây dựng kế hoạch số 3512 ngày 20 tháng 10 năm 2020, chất lượng tiến độ thời gian, làm tốt công tác chuẩn bị lễ khánh thành. Kính thưa Đại tá Nguyễn Văn Minh, trưởng phòng nhân vận cục chính trị quân khu 7. Kính thưa đồng chí Đặng Văn Hải, phó ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Bản, phó bí thư thường trực huyện ủy, huyện Châu Đức. Kính thưa linh mục Nguyễn Minh Hùng, chánh xứ giáo xứ Suối Rau, huyện Châu Đức. Kính thưa ban hành giáo, giáo xứ Suối Rau cùng toàn thể các đồng chí và bà con giáo dân. Trước hết, thay mặt cho đảng ủy, bộ chỉ huy sự tỉnh, tôi gửi đến thủ trưởng phòng nhân vận cục chính trị quân khu, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương huyện Châu Đức, xã Suối Rau, huyện Châu Đức, linh mục Nguyễn Minh Hùng, chánh xứ và ban hành giáo, giáo xứ Suối Rau cùng toàn thể các đồng chí và bà con giáo dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Con xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Suối Rau xin cảm ơn cha, xin cảm ơn bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa trao tặng bộ tập thể dục cho giáo xứ. Con xin chân thành cảm ơn tất cả các quý cấp. Trân trọng kính mời Đại tá Nguyễn Quang Minh, trưởng phòng nhân vận cục chính trị quân khu. Trân trọng kính mời Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, phó chính ủy bộ chỉ huy sư tỉnh. Rồi, một hai ba, xin chúc mừng. Wow, đúng rồi. Mắng kim tiến. Bình chưa? 1 2 3. Đâu?
đưa hình ảnh của linh mục là lên trang nhất. Mấy anh mới chỉ cho đúng là xây cái eo thôi, chứ mấy bà không biết là mấy bà quay lung tung gì nè.